Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về thời tiết và thiên tai của chúng tôi. Thưa quý vị, để chủ động phòng chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân, trước đó trong ngày 14 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành địa phương chủ động tập trung triển khai các phương án, giải pháp phòng ngừa sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa năm 2024. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành đoàn thể thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc tập trung chủ động, tập trung triển khai các phương án, giải pháp phòng ngừa sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa 2024. Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, sát với tình hình thực tế và thực sự hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ theo chỉ đạo của tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian vừa qua. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chịu trách nhiệm trước thường trực tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đối với kết quả thực hiện công tác chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực phạm vi quản lý. Cùng với đó, tổ chức kiểm tra rà soát mức độ an toàn chịu lực, ổn định hiện trạng của tất cả các công trình, dự án do mình làm chủ đầu tư hoặc thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý, lưu ý các công trình dự án tại khu vực xung yếu, đồi dốc có nguy cơ cao sạt lở đất, ngập lụt để thực hiện các biện pháp gia cố, xử lý nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, phương tiện, tài sản và ổn định công trình. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan trực thuộc, đơn vị quản lý đường bộ tăng cường công tác kiểm tra, tuần kiểm các tuyến đường xung yếu, các cầu yếu, các đoạn đường đèo, khu vực ta luy cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt trượt cao, nhất là các tuyến đường huyết mạch quan trọng trên địa bàn tỉnh, đồng thời chủ động xử lý trước các vị trí có nguy cơ sạt trượt, cắt tỉa, xử lý cây xanh nguy cơ ngã đổ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện tham gia giao thông, chuẩn bị vật tư, trang thiết bị để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra, đảm bảo lưu thông an toàn thông suốt. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng và lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở chủ động rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, ngập lụt và chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, sơ tán, di dời nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Khi xảy ra sự cố, phải chủ động tổ chức lực lượng xử lý ngay, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo. Đồng thời chỉ đạo tổ chức trực ban 24/24 trong mùa mưa bão, thường xuyên cập nhật theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết để kịp thời cảnh báo, thông tin nhanh chóng đến tận thôn, buôn, người dân để chính quyền cấp cơ sở và nhân dân chủ động phòng tránh và ứng phó với các hiện tượng mưa bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lốc xoáy có thể xảy ra. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và Báo Lâm Đồng cung cấp kịp thời đầy đủ thông tin, ngắn gọn đến người dân về tình hình thời tiết, cảnh báo thiên tai để cảnh báo, phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả về thiên tai, đảm bảo mạng lưới thông tin, trang thiết bị để giữ thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bố trí cán bộ tổ chức trực ban, theo dõi nắm chắc mọi tình hình, diễn biến thiên tai. Khi có sự cố bất thường về mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra, phải báo cáo ngay với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo huy động các lực lượng hỗ trợ, ứng cứu kịp thời, báo cáo kết quả thực hiện gửi Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai theo yêu cầu. Chuyển sang những thông tin thời tiết đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, trong ngày 15 tháng 7, lực lượng cứu hộ ở Nepal cho biết không còn cơ hội tìm thấy thêm người sống sót trong vụ lở đất hồi tuần trước, khiến hai xe buýt chở khách và tài xế bị cuốn xuống sông. Được biết cho đến nay, các nhân viên cứu hộ đã tìm được 11 thi thể. Trước đó, trận lở đất do mưa lớn đã xảy ra vào sáng ngày 12 tháng 7, dọc theo đường cao tốc Madan Atrit thuộc huyện Chitwan, miền trung Nepal, khiến hai xe buýt chở khách bị cuốn xuống một dòng sông gần đó. Hiện có sự khác nhau về con số thống kê về tổng số người trên hai xe khách gặp nạn. Truyền thông khu vực Nam Á đưa con số là khoảng 50, trong khi một số hãng phương Tây cho biết có hơn 60 người. Đến sáng ngày 15 tháng 7, hoạt động tìm kiếm đã được nối lại với sự tham gia của hàng trăm nhân viên cứu hộ và các thiết bị hạng nặng. Lực lượng tìm kiếm đã tiến hành rà soát nhiều địa điểm dọc bờ sông và tìm kiếm thêm nhiều thi thể, nâng tổng số thi thể nạn nhân được tìm thấy cho đến nay là 11.
Một sĩ quan cấp cao của huyện Chi Quan cho biết các lực lượng đang dốc toàn bộ nỗ lực cho công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân, song cho rằng không có cơ hội tìm kiếm thêm người sống sót. Theo giới chức địa phương, người nhà của các nạn nhân đã đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục công tác tìm kiếm, song hoạt động này dường như không mang lại nhiều hy vọng, mặc dù đã có thời điểm hơn 300 nhân viên cứu hộ, trong đó có nhiều thợ lặn được huy động. Thủ tướng Nepal, ông Puspa Kamal Dahal đã bày tỏ sự đau buồn trước báo cáo về hàng chục hành khách mất tích cũng như những thiệt hại về tài sản do lũ lụt và lở đất ở nhiều nơi khác nhau trên cả nước. Ông chỉ đạo tất cả các cơ quan của chính phủ, bao gồm cả chính quyền địa phương, nỗ lực tối đa thực hiện chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ. Bộ Nội vụ Nepal cho biết chính phủ nước này đã ban hành lệnh cấm xe buýt chở khách hoạt động vào ban đêm tại những khu vực có cảnh báo và chú ý về thời tiết nguy hiểm. Mưa gió mùa thường gây ra mưa lớn tại Nepal từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm, gây ra nhiều vụ sạt lở đất tại quốc gia nằm trên dãy núi Himalaya này. Tính từ giữa tháng 6, lở đất và lũ lụt do mưa lớn ở quốc gia Nam Á đã khiến hơn 100 người thiệt mạng. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước. Kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.